khối 8 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Tiết học trực tuyến hôm nay, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tiết 89-90, luyện tập làm văn thuyết minh nhé. Mục tiêu cần đạt của tiết học ngày hôm nay, thứ nhất, giúp cho các em nắm vững phương pháp làm bài văn thuyết minh. Thứ hai, các em thực hành các đề văn thuyết minh đã được học trong chương trình học kỳ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tiến trình của bài học. Các em chú ý nghe giảng thật kỹ và ghi chép thật cẩn thận. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần ôn tập lý thuyết. Các em chú ý câu hỏi: văn bản thuyết minh có vai trò và tác dụng như thế nào trong đời sống? Trong cuộc sống hiện đại, nhu cầu hiểu biết về sự vật, hiện tượng là không thể thiếu được. Văn bản thuyết minh đã đáp ứng được yêu cầu đó bằng các phương thức như là trình bày, giải thích, giới thiệu. Mục đích của việc đưa văn bản thuyết minh vào nhà trường nhằm cung cấp cho học sinh một kiểu văn bản thông dụng, rèn luyện kỹ năng trình bày các tri thức có tính khách quan, khoa học, nâng cao năng lực tư duy và biểu đạt cho học sinh. Vậy, một văn bản thuyết minh có những tính chất gì khác với văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm và nghị luận? Với các văn bản khác, chúng ta có thể dùng kỹ năng quan sát, tưởng tượng, so sánh, liên tưởng để tạo dựng hình ảnh, tái hiện sự việc, sự vật, diễn biến, cốt truyện hay bày tỏ ý định, nguyện vọng, bộc lộ cảm xúc. Tri thức trong các văn bản này có thể mang sắc thái chủ quan, hư cấu, có thể diễn đạt bằng những ngôn ngữ, hình ảnh giàu sức gợi tả và gợi cảm. Còn đối với văn bản thuyết minh, cũng là nhằm mục đích cung cấp tri thức khách quan, xác thực, khoa học rõ ràng để người đọc hiểu về đối tượng thuyết minh, bản chất của đối tượng thuyết minh một cách chính xác, ngôn ngữ phải chính xác, rõ ràng và dễ hiểu. Có thể nói, văn bản thuyết minh khác hẳn với tự sự vì nó không có sự việc, diễn biến, khác với miêu tả vì nó không đòi hỏi miêu tả cụ thể cho người đọc hình dung mà văn thuyết minh cốt làm cho người ta hiểu về đối tượng. Khác với văn bản nghị luận vì ở đây cái chính là trình bày nguyên lý, quy luật, cách thức chứ không phải là luận điểm, suy luận, lý lẽ. Khác với các văn bản hành chính công vụ là văn bản trình bày quyết định, nguyện vọng, thông báo, báo cáo. Nghĩa là văn bản thuyết minh là một kiểu văn bản có mục đích riêng so với các kiểu văn bản khác. Vậy muốn làm tốt bài văn thuyết minh thì ta cần phải chuẩn bị những gì? Ta cần phải biết tìm hiểu, quan sát, nghiên cứu về những sự vật hiện tượng cần thuyết minh. Nhất là phải nắm được bản chất đặc trưng của chúng để tránh xa vào trình bày các biểu hiện không tiêu biểu, không quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại các phương pháp thuyết minh đã được học ở học kỳ 1. Chúng ta đã được học 6 phương pháp thuyết minh. Phương pháp thứ nhất đó là phương pháp nêu định nghĩa giải thích. Đây là phương pháp mà người định nghĩa phải xác định được đối tượng thuộc vào loại sự vật hiện tượng nào và phải chỉ ra được đặc điểm riêng biệt của từng đối tượng đó. Phương pháp thứ hai đó là phương pháp liệt kê, kể ra các thuộc tính biểu hiện cùng loại. Phương pháp thứ ba đó là phương pháp nêu ví dụ. Đây là phương pháp có sức thuyết phục, được sử dụng phổ biến nhất. Phương pháp thứ tư đó là dùng số liệu, là một loại ví dụ dùng vào từng trường hợp. Các sự vật có biểu hiện đặc trưng về số lượng. Phương pháp thứ năm đó là phương pháp so sánh. Đây cũng là một trong những phương pháp được sử dụng phổ biến giúp cho người đọc dễ hình dung về đối tượng. Và cuối cùng đó là phương pháp phân loại phân tích. Đối với những sự vật có sự đa dạng, nhiều bộ phận, nhiều mặt thì ta nên sử dụng phương pháp này để phân biệt cho thật rõ ràng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào thực hành các đề văn thuyết minh. Các em chú ý 3 đề sau đây. Đề thứ nhất, thuyết minh về một danh lam thắng cảnh quen thuộc. Đề thứ hai, thuyết minh về một món ăn quen thuộc. Đề thứ ba, đó là thuyết minh về một trò chơi dân gian. Về thể loại, yêu cầu chúng ta phải làm văn thuyết minh. Về đối tượng, đó là những đề đối tượng thuộc về những sự vật gần gũi với cuộc sống của con người. Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào cụ thể từng đề một. Đề thứ nhất, thuyết minh về một danh lam thắng cảnh quen thuộc. Các em chú ý,
có thể chọn bất kỳ một danh lam thắng cảnh đẹp, nhân tạo hoặc thiên tạo, hay một vị trí, khu vực, một quần thể di sản hay một khu tổng hợp đều được. Một La Mã mở bài, các em phải giới thiệu được khái quát về danh lam thắng cảnh đó. Hai La Mã thân bài, các em nêu được vị trí địa lý, về địa hình, nguồn gốc lịch sử, đặc điểm quang cảnh. Các em phải chú ý đến cảnh bao quát và cảnh chi tiết nữa nhé. Sau đó các em phải nêu được các giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, giáo dục và tinh thần. Ở phần này các em cần phải có sự linh động so với những cái tư liệu, những cái đối tượng mà các em đã tìm hiểu. Ba La Mã phần kết bài, các em phải khẳng định được vai trò, vị trí của danh lam thắng cảnh đó trong đời sống của mọi người. Các em cũng phải nêu được ý thức giữ gìn và phát triển. Với đề thứ hai, đó chính là thuyết minh về một món ăn quen thuộc. Học sinh không nhất thiết phải giới thiệu đó là món ăn dân gian. Một La Mã mở bài, các em cũng phải giới thiệu được khái quát món ăn quen thuộc đó. Thân bài, các em nêu được nguồn gốc, xuất xứ, ý nghĩa tên gọi nếu có. Các em phải nêu được cái phần chính đó là cách làm, nêu nguyên liệu chuẩn bị, cách sơ chế và cách chế biến như thế nào. Một cái yếu tố quan trọng cũng không kém đó là các em phải nêu được yêu cầu thành phẩm về trạng thái, về màu sắc mùi vị ra sao, các giá trị về mặt văn hóa, dinh dưỡng nếu có, về mặt tinh thần. Phần này các em cũng phải linh động. Kết bài các em khẳng định về vai trò, vị trí của món ăn đó trong đời sống của mọi người. Các em cũng phải nêu được ý thức giữ gìn và phát triển. Với đề thứ ba, đó là thuyết minh về một trò chơi dân gian. Học sinh không nhất thiết phải giới thiệu về cách làm lo trò chơi, cần nhấn mạnh cách chơi và giá trị của trò chơi đó. Một La Mã mở bài, các em cũng phải giới thiệu được khái quát về trò chơi dân gian đó. Hai La Mã thân bài, các em cũng nêu được nguồn gốc, xuất xứ. Các em phải nêu phần quan trọng đó là luật chơi, cách chơi, có thể nêu cách làm, số lượng người chơi như thế nào. Các giá trị về văn hóa, giáo dục, tinh thần cũng rất quan trọng, các em cần phải khai thác. Ba La Mã kết bài, các em cũng khẳng định về vai trò, vị trí của trò chơi dân gian đó trong đời sống của mọi người. Các em cũng phải nêu được ý thức giữ gìn và phát triển. Sau đây là câu hỏi về nhà. Thứ nhất, các em phải nắm vững được phương pháp làm bài văn thuyết minh. Thứ hai, các em phải chọn một trong ba đề trên để viết thành một bài văn hoàn chỉnh. Các em nhớ làm ra giấy kiểm tra. Lưu ý, học sinh sẽ nộp lại cho giáo viên bộ môn của lớp mình sau khi các em trở lại trường. Các em học sinh khối 8 trường trung học cơ sở Chu Văn An thân mến, thầy trò chúng ta vừa tìm hiểu tiết luyện tập làm bài văn thuyết minh. Các em nhớ làm bài đầy đủ nhé. Năm mới Tân Sửu, thầy chúc các em và gia đình luôn dồi dào sức khỏe và vạn sự đều như ý nhé. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo.